Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì các bạn đang có mặt trong vườn lan của mình. Đây là một cái góc chuồng cọp nha các bạn. Cái khu vực này thì mình trồng các cái loại lan va, số lượng chưa có nhiều, nói chung cũng ít ít thôi. Thì chủ yếu hai loại là giả hạt và thứ hai là kiếm. Thì trong clip hôm nay mình mời các bạn cùng xem và chiêm ngưỡng một cái giò lan. Cái thằng này có tên là kiếm xích ngọc. Kiếm xích ngọc thì một cái loại bình thường các bạn, thì hoa nó cũng khô như thế này nhưng mà nó màu vàng đậm hơn. Và thứ hai nữa là ở giữa các cái cánh này, các cái cánh thì nó có các cái dải màu tím đỏ. Còn cái bông hôm nay mình giới thiệu thì đặc biệt hơn, thì nó là một bông va đột biến nha các bạn. Đây là một cái dòng xích ngọc đột biến hoa trắng. Xích ngọc thì các bạn thấy mình trồng cũng khá đơn giản, thì giá thể của nó thực ra cũng không có gì. Thứ nhất là rêu, thứ hai là vỏ thông, thứ ba là sỏi củi nha các bạn. Đó, khá đơn giản thôi. Cái chậu này thì rất là khỏe rồi, các bạn nhìn thấy này. Đó, lá nó đi rất là đẹp. Đây là một cái loại kiếm tại chơi bonsai rất là đẹp. Và giờ chúng ta quan trọng nhất là chúng ta còn đi vào nghiên cứu cái mặt hoa của nó. Hoa của nó thì các bạn để ý này, hoa của nó thì nó nở vào tầm tháng 8 đến tháng 10. Đây là một cái vòi đã ra, còn đây các bạn có thể thấy nè. Đây là một cái vòi nó đã tàn là mình đã bứt ra rồi. Còn đây có thể là một cái vòi khác nè các bạn. Đó. Còn đây là một cái vòi đang hoa trên thân luôn nha các bạn đây. Rồi, bông của nó thì tinh khôi luôn. Các bạn xem nè. Đấy mọi người thấy. Thằng này được gọi là trắng. Lưỡi của nó có một dải vàng đậm màu hơn. Và cái lưỡi của nó cong ra phía sau nha các bạn. Đây là có thể gọi là một dòng kiếm lá mềm các bạn. Và những cái bông ở trên cuống thì nó nở trước so với những cái bông ở đầu ngọn. Phía sau đây thì mình có một cái vòi nở cũ hơn. Rất là dễ thương các bạn. Nói chung kiếm thì có kiếm lá cứng, kiếm lá mềm. Trong đó thì kiếm lá cứng thì cũng phổ biến. Tuy nhiên là kiếm lá mềm thì cũng có rất là nhiều loài độc đáo như cái chậu này. Hiện tại thì nó khá nhiều thân các bạn. Mình đếm sơ sơ thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 15, 10. Cái này phải 15 thân đó các bạn. Được. Mình sẽ vừa quay vừa chụp một số cái hình. Dòng kiếm chăm trồng cũng không có khó nha các bạn. Và nó còn khỏe nữa, khỏe hơn so ít mầm bệnh hơn so với các loại gì hết. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này của mình nha.